Giờ mình sẽ mở cái hũ ra và để cái linh hồn mà ở nhà tụi mình á sẽ trở về nơi mà người ta thuộc về nha các bạn. Khó kìa. Hey, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel Roma Vlog. Và clip hôm nay mình muốn cho các bạn biết một điều: những chuyện từ trước tới giờ xảy ra từ khi mình làm cái chuyện mà triệu hồi thiên linh cái. Mình làm cái chuyện nuôi thiên linh cái đó các bạn, là từ lúc đó nhà mình xảy ra rất là nhiều chuyện, nhưng đó không phải là do thiên linh cái làm. Mà khi anh em mình ngồi suy nghĩ lại, cộng với Hùng mới nằm mơ cách đây một hôm, Hùng kêu là có ông già hiện lên nói với Hùng là sao tụi mày mượn còn tụi mày không trả, đem tao về nhà. Rồi cho mình kể các bạn nghe, mình nổi da gà rồi. Thì mình mới chợt nhớ ra rằng anh em mình có cầm tóc để đi vào nghĩa địa để hỏi mượn âm khí của người ta để về nhà thực hiện, nhưng anh em mình đã sơ ý. Sau khi kết thúc, anh em mình đã không đem lại đó để trả các bạn ạ. Cho nên người ta phá, người ta hiện hữu để người ta đòi anh em mình đem lại đúng nơi người ta thuộc về. Thì mình có gọi điện thoại cho thầy mình để mình hỏi cách để làm sao đưa người ta về. Thì thầy mình có kêu là đúng 6 giờ chiều mua một con gà cúng ở phía trước nhà các bạn, và dái gian người ta lại ăn. Cái đó là cái mình đáp lễ cho người ta. Sau đó sử dụng cái lọ bắt đầu là để ở ngay cái chỗ mà người ta thường hay xuất hiện đó, bắt đầu là dái gian, đó gọi là dái gian, để cho người ta đi theo mình vào cái hũ đó để mình đem về nghĩa địa. Rồi sau đó mình cầm cái hũ đi vào nghĩa địa, cắm 2 cây nến, đốt hương và bắt đầu mở nắp cho người ta về. Thì ok, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu kiếm gà về để cúng nha các bạn nha. Chứ thật sự là nếu mà Hùng không nói ra, Hùng nằm mơ thấy vậy là mình cũng không biết được luôn. Quá nhiều việc là mình không nhớ được các bạn ạ. Thật sự đây chính là lỗi lớn của team Roma Vlog. Ok, và bây giờ cùng nhau anh em mình sẽ làm cách để khắc phục cái lỗi lầm này thôi nè. Mời tất cả các bạn cùng đón xem. Các bạn ơi, thì anh em mình cũng đã đợi tới nửa đêm để có thể mà xin lỗi cái linh hồn mà anh em mình đã vô tình không đem người ta về nhà người ta các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ để đây và bắt đầu là kêu linh hồn đó đi vào trong cái lọ này, và anh em mình sẽ đem về khu nghĩa địa mà anh em mình hôm bữa đã mượn âm khí đó cô. Đúng rồi. Này tôi mở đèn cho thấy sáng sáng chứ. Ừ, mà không, từ chiều giờ em còn thấy kỳ kỳ trong người nó không? Sau cái lúc mà anh cúng nó thì em thấy người nhẹ nhõm hơn chứ rồi. Nhẹ nhõm hơn đúng không? Không có thấy thằng bậy thằng bạ nữa không? Dạ. Còn Cốt, Cốt nghĩ sao cơ? Nghe Hùng nói tôi mới chặt nhớ rồi không? Nhớ gì? Tự nhiên là chiều tôi cúng á. Ừ. Lạnh sống hay dài làm như có ai sau lưng đang chờ đợi gì cơ. Lúc có cúng gà? Ừ. Má nó nổi da gà nó nè. Ghê cơ. Thôi giờ Cúc thắp lên giùm tôi 3 cây hương đi, để tôi tắt đèn. Tắt đèn. Có
cô thắp ba cây hương, cô cắm lên những cái hương ngoài trước đó luôn á. Okay. Thì đây không có phải là câu về hay là gì hết nha các bạn nha. Thì đây là trong lòng mình nghĩ sao thì mình nói với người ta vậy thôi. Ok chưa? Giờ tôi nghẹn nghẹn, tôi không biết nói sao đó. Cho con xin lỗi, cũng như là hôm bữa tụi con có vô ý mà làm gọi là phật lòng tới linh hồn ở đây, mang người đến đây rồi tụi con không có đem người về nhà của người, xin người thứ lỗi cho tụi con. Và tụi con hứa là bây giờ trong ngày hôm nay tụi con sẽ đem người về nhà, thì chiều con cũng có một ít lòng thành để cho người gọi là ăn uống, đó là lòng thành của tụi con. Thì mong người hãy theo tụi con để tụi con đưa người về nhà. Người hãy nhập linh hồn vào trong cái lọ này để tụi con có thể đem người đi. Cho tụi con xin lỗi rất nhiều. Rồi giờ anh em mình đi ra trước đi ha. Okay. Anh em mình đi ra trước ha. Rồi mình để ở đây đợi xíu cho chừng khoảng 10 phút tới 15 phút các bạn. Thì mình rất hy vọng là linh hồn đó sẽ gọi là đi với anh em mình về nhà. Đi các bạn. Ok mọi người ơi, thì anh em mình cũng đã gọi là để cái lọ đó để cho người ta đi vào. Mình rất mong người ta đi vào đó đi cùng với anh em mình. Thì lúc nãy do mấy ảnh nóng quá nó bị tắt các bạn. Thì bây giờ anh em mình đã đẩy kính cái hũ lại. Và bây giờ ba anh em mình sẽ đi lên nghĩa địa để mà trả người ta về nơi người ta thuộc về. Thì sẵn sàng chưa anh trai? Thấy khỏe hơn trong người hơn nhiều không? Dạ, tại lúc cúng xong thì thấy người cũng thoải mái hơn. Các bạn nhìn kỹ nè, cái người mà khi mà bị vong âm ám các bạn, nhìn con mắt của nó ở dưới này rất là đỏ luôn các bạn. Đây các bạn xem nè, từ khi chiều là bắt đầu con mắt của nó không có còn bình thường như là những lúc mà sáng nữa các bạn. Đó thì bây giờ là em đã thấy trong người khỏe hơn nhiều đúng không? Dạ, tại lúc chiều là người em cảm thấy đói đúng không? Nhưng mà em ăn không có vô.
Cái ăn có chút xíu là để đũa lên trên lại thôi, nó không có ăn được nhiều. Mà anh hỏi em này, lúc mà nằm mơ đó em thấy rõ mặt của ông già không? Dạ không, tại ông kiểu là ông đứng xa xa chỉ thấy cái bóng người mặc áo thôi. Mặc áo mà? Mặc áo kiểu thời xưa. À, mặc áo như mấy ông già hồi xưa đúng không? Dạ đúng rồi. Làm sao em biết ông đó là ông già? Ông nói chuyện nghe cái giọng ông gằn gằn giống ông già hay sao? Giọng kiểu gằn gằn, nó giọng gằn gằn. Mà em nghe ông lúc mà ông nói là ông có tức giận không? Ông có tức giận không? Nó cũng như là tụi mày phải trả lại cho tao là như thế nào? Ông có tức giận không? Kiểu nóng nóng thôi chứ không có kiểu mạnh bạo lắm. Không có kiểu quát đúng không? Ờ. Thì ok các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau làm rớt gãn thiệt là nhanh để có thể giải quyết cái vấn đề này. Anh em còn tiếp tục với những clip thông tin sắp tới nữa. Hay em ha, thanh xem nha. Ok, bây giờ là mình, Hùng và Tuấn Anh bắt đầu đi lên nghĩa địa nha các bạn. Mời tất cả các bạn cùng đón xem. Ok các bạn, thì hiện tại hai anh em mình đã đến được khu nghĩa địa nha các bạn. Thì hôm nay có hai anh em mình đi thôi. Lúc nãy thì có Tuấn Mập nữa mà đang trên đoạn đường đi thì vợ Tuấn Mập điện về nói bị đau bụng vậy. Rồi Tuấn Mập có đi về các bạn. Giờ có hai anh em mình thôi. Giờ thì hai anh em mình sẽ đi vô trong đó rồi sẽ gửi trả cái linh hồn nó về trong khu của người ta nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ đi vô trong. Bây giờ anh em mình đốt đèn cày lên trước các bạn. Rồi xong rồi anh em mình sẽ tắt đèn. Quan sát xung quanh cái hầm có gì không? Đây có mấy con mèo à. Giờ mình đốt nhang lên cắm mà. Rồi, giờ mình sẽ mở cái hũ ra và để cái linh hồn mà ở nhà tụi mình á sẽ trở về nơi mà người ta thuộc về nha các bạn. Khó kìa. Thôi cởi đi, không gì đâu bạn. Ok, giờ mình sẽ để máy đây khoảng chừng 5 phút rồi anh em mình sẽ đi ra xa. Rồi lát anh em mình sẽ quay lại nha các bạn. Rồi dựng máy lên đi. Dựng máy, cầm nha. Sẽ tắt đèn và đi ra xa nha các bạn. Ok. Đi. Đi. Thank you.
thì mình rất là mong chuyện này được giải quyết một cách ổn thỏa như thế này. Thì để xem một hai ngày tới xem là có chuyện gì xảy ra hay không. Thì ngày mai mình sẽ tập trung để mình làm tiếp tục tập 3 của series 13 cách gọi ma cho các bạn xem. Và còn rất nhiều những cái nội dung mà mình sẽ làm nữa, cho nên là mình không có muốn vì cái vấn đề này mà làm chậm trễ lại. Thì các bạn mấy ngày hôm nay đợi chờ clip của mình, có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình, thì mình rất là cảm ơn cái lòng gọi là quan tâm và yêu thương của các bạn dành cho anh em mình. Thì lúc nãy tại vì vợ mình bệnh cho nên mình không có đi theo Tuấn Anh và Hùng được, thì mình không có quan sát được là cái chuyện đó xảy ra như thế nào và mọi việc xảy ra làm sao cả. Mình chỉ được nghe Tuấn Anh và Hùng kể lại thôi. Thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Nếu như các bạn ủng hộ Tem Roma Vlog, hãy để lại một like và một subscribe. Và đừng quên comment bên dưới xem là các bạn có ủng hộ anh em mình hay không nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.